bạn, chào mừng các bạn với quay lại với chúng tôi ha, quay lại một cái giáo trình mà Hải đã rất mất nhiều công sức, bao nhiêu ấp ủ cũng bao nhiêu thời gian rồi ha, để mong muốn viết ra một cuốn sách hòa âm đi kèm cộng với lại cả một 15 clip để mà hướng dẫn cụ thể cho các bạn với một cái giáo trình cụ thể ha. Và hôm nay thì tôi giới thiệu cho các bạn về cái giáo trình này cộng trong 15 clip đó có những cái gì để cho các bạn hình dung ra cái khóa học này, vì đây là một khóa học về cơ bản và nâng cao về đệm hát. Và tôi tin chắc rằng là với kinh nghiệm khoảng 20 năm giảng dạy tại các trường đại học, bởi vì giới thiệu sơ qua với các bạn, vì tôi cũng là học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam hơn 10 năm, và sau đó tôi giảng dạy một số trường đại học ở Hà Nội, sau đó thì tôi vào Sài Gòn sống, và hiện tại thì tôi đang có một vài cái trung tâm đào tạo về âm nhạc chuyên nghiệp tại Sài Gòn. Ngoài ra thì tôi cũng làm các MV và làm các cái chương trình phối khí cho các ca sĩ, cũng có một khoảng thời gian đi diễn khá là dài ha. Thì cái chính bây giờ thì tôi tập trung sâu hơn về đào tạo và viết sách, và đây cũng là cái ấp ủ của tôi sau bao nhiêu ngày tháng, khi mà từ trước đó tôi đã có rất nhiều cái mong muốn để viết ra một cuốn sách, và một đi kèm đó là clip để hướng dẫn cụ thể cho các bạn về đệm hát, từ đệm ca khúc, đệm thánh ca rồi vân vân. Thì bởi vì tôi thấy ở bên ngoài các giáo trình và dạy về đệm hát thì hầu như ít có, nhưng mà tôi thấy cũng còn bị hạn chế nhiều lắm, cho nên thì tôi đã làm bộ clip này ha. Và hôm nay thì tôi giới thiệu sơ qua cho bạn về bộ clip này. Khi mà các bạn học clip này, bộ clip này cộng với giáo trình này thì các bạn được những gì ha? Vì các bạn biết đó, trong cái bộ clip này tôi hướng dẫn chính cụ thể nhất đó là về chương trình đệm hát đó. Ngoài giáo trình về đệm hát ra thì tôi còn có một cái giáo trình về piano cơ bản, bởi vì hai cái này nó đi kèm với nhau. Bạn nào đã biết cơ bản rồi thì các bạn có thể học đệm hát đó, và các bạn nào mà chưa học cơ bản thì các bạn có thể học cái giáo trình về cơ bản. Về cơ bản tôi cũng nói rất là kỹ về cách chơi, tư thế làm sao, cũng giống như là khi mà học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thì chúng tôi cũng được học từ những cái cơ bản như vậy, thì giúp cho các bạn cái giáo trình mà tôi áp dụng thì giáo trình của Đức, để làm sao mà các bạn học nhanh nhất, mặc dù học offline bằng 15 clip thôi nhưng mà các bạn như là các bạn học trực tiếp vậy đó. Và một điều nữa, đây là tất cả những cái mà tôi đúc kết lại, và trong mỗi clip nó dài khoảng tầm 20 đến 30 phút thôi ha, rất là tiện lợi cho các bạn ha. Thì đầu tiên là trong 15 clip về đệm hát thì gồm những gì ha. Đầu tiên thì tôi nói về xác định về giọng, về âm giai ha, cả về công thức 1 4 5. Ví dụ như là vừa nãy tôi vừa chơi một bài giọng xin nhắn trưởng đó, thì các bạn phải biết được âm giai của xin nhắn trưởng gồm những gì, các bạn nhìn nhá đó. Hoặc là sau đó thì các bạn nhìn thấy công thức 1 4 5 đó, cơn cử là cái clip đầu tiên mà các bạn đã được học từ những cái cơ bản xác định giọng rồi ha. Công thức 1 4 5 là công thức cơ bản ha. Đó, thì sau khi xác định công thức 1 4 5 rồi thì các bạn sẽ có thể là thực hành ở trên những cái tiết tấu ballad cho hợp âm 3. Ví dụ xác định là hợp âm 3 là gì ha. Đó, hợp âm 3 được cấu tạo như thế nào ha. Và thực hành ở trên đàn thì bấm cái gì, ví dụ như này, tay phải bấm gì, tay trái bấm gì. Đó ha, quan trọng là trên giáo trình có rồi thì các bạn thực hành trên đàn như thế nào, tôi sẽ bấm các cái thế ở trên đàn cho các bạn khi các bạn thực hành. Và điều nữa, kẹp với lại hợp âm 3 như vậy thì tôi có chơi cho các bạn hướng dẫn là tiết tấu ballad chơi làm sao đó đó. Hoặc là khi các bạn chơi solo thì các bạn đem gì đó. Hoặc là tôi sẽ gợi ý cho các bạn một số vòng hợp âm bằng 1 6 2 5 1. Vân vân, hoặc là vòng 4 3 2 5 1. Vân vân, rất là vòng. Một số vòng để cho các bạn chơi. Thì tôi sẽ ở trong cái clip 2 thì tôi hướng dẫn như vậy. Trong clip 3 thì tôi hướng dẫn cho các bạn là chơi hợp âm 3 vào bài mẫu cụ thể như thế nào, tay phải đệm sao và tay trái đệm như thế nào. Rồi tiếp sau đó là clip tiếp theo, clip thứ 4 là tôi hướng dẫn cho các bạn về hợp âm màu sắc, bắt đầu vào âm màu sắc. Đó là hợp âm đảo, hợp âm màu sắc.
Ví dụ chơi những cái bài là có thể là tạo những màu sắc, ví dụ như là phát triển lên hợp âm màu sắc. Đây là một hợp âm rất là hay ha. Tiếp tục đây chỉ là các bạn nhìn thấy không nào? Đó, đây bốn cái clip đầu tiên là tôi hoàn toàn hướng dẫn cho các bạn về gì? Về cơ bản ha. Nhưng bắt đầu từ clip thứ năm mà tôi nâng cấp lên này, các bạn nhìn này, là đặt hòa âm cho một cái giai điệu cụ thể vào một bài mẫu. Đó, và đặc biệt là đặt những hợp âm mà theo phong cách và màu sắc khác nhau. Cái khó nhất ở đây là đặt hợp âm cho một giai điệu thì thậm chí là chọn hợp âm nào hay cho cái giai điệu đó thì tôi hướng dẫn vào clip số 5. Đó. Đó. Cái phần này rất là quan trọng. Giống như cái bài võ tát tôi vừa chơi xong này. Có bạn thì chọn đoạn đó sẽ vào mi thứ, nhưng có đoạn đó son bass si màu hay hơn na vân vân, có nhiều người thì vào la thứ, có người vào pha trưởng bát la. Trong cái clip số 5 là đặt hòa âm ha. Đặc biệt bài số 6 tôi sẽ thực hành hợp âm màu sắc đó vào một cái giai điệu cụ thể và một bài thực hành cụ thể. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Tôi sẽ đi từng bước một để cho các bạn nha. Và clip thứ 7 tôi hướng dẫn cho các bạn dùng hợp âm dẫn, câu lót và bài cụ thể. Đó. Ví dụ từ đô trưởng chuyển sang sang pha trưởng thì mình có thể dùng hợp âm lót nào. Đó. Dùng hợp âm đô bát mi làm hợp âm, làm hợp âm dẫn hoặc câu lót làm sao mà dùng được. Đó. Các bạn nhìn thấy không? Đó, tôi chuyển từ pha thăng đi về pha trưởng, đó là một cái hợp âm dẫn và một câu lót này. Đó. Clip số 7 tôi hướng dẫn cho bạn hợp âm dẫn, câu lót và bài cụ thể. Bài số 8 tôi hướng dẫn cho bạn tiết tấu slow rock. Vâng. Và trong bài đó tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách làm intro. Đó, thế nào làm intro và tôi làm cho các bạn outro. Quan trọng tất cả áp dụng vào một bài cụ thể mẫu từ intro, outro đó và với tiết tấu slow rock ở bài số 8. Các bạn nhìn thấy không? Tiếp tục bài số 9, tiết tấu dân ca thang âm ngũ cung. Wow, các bạn nào? Bởi vì có rất nhiều bạn đệm mà thánh ca, có nhiều bài dân ca, thậm chí có rất nhiều bạn đệm các ca khúc ở bên ngoài cũng có bài dân ca thì các bạn chơi làm sao? Bèo giặt mới trôi. Đó, các bạn ạ. Một bài giọng trưởng dân ca hoặc là bài giọng thứ tình chú ca vời. Đây là điều rất là thiết yếu, tất cả thể loại âm nhạc nào có thể chơi được đó. Và clip số 10 tôi hướng dẫn cho các bạn chơi tiết tấu nhanh, đó là tiết tấu fast, làm sao các bạn chơi được. Hoặc là mạc. Tôi chơi rất kỹ hơn về những bài nhịp nhanh ha, để cho các bạn hiểu sâu hơn về các tiếng mạc. Đặc biệt là gì? Trong cái tiết tấu fast này
và cùng một số tiết tấu nữa, thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một số cái cách lấp khoảng trống khi các bạn đệm hát. Ví dụ người ta hát là đó, nghỉ hơn một phách vậy thì mình làm gì đó, những đoạn trống trống mình làm gì, thì mình sẽ có những cái câu dẫn là hoặc khi mà âm nhạc người ta nghỉ, giai điệu hát người ta nghỉ 2-3 phách, mình làm gì? Mình phải lấp khoảng trống đó, là những lúc mà âm nhạc người ta lên tiếng. Đó, đó là một điều rất là tuyệt vời ha, các bạn cần phải học đó. Các bạn nhìn thấy không, tôi nâng lên dần dần ha. Rồi, đến clip số 11, level cao hơn một xíu. Đó là chuyển, cách chuyển các hợp âm với nhau, sao cho nó mềm mại, sao nó hay, sao nó cho nó smooth. Đó, làm sao mà chuyển từ đô trưởng sang pha chuyển sao cho hay hơn, uyển chuyển. Đó, thấy không? Đó. Các bạn nhìn thấy không? Đó. Tiếp tục, đó là hợp âm giảm, hợp âm tăng. Yes, và đặc biệt là hợp âm sút. Sút 4, sút 2. Khi nào chưa số 2? Đó, khi nào chưa số 4? Đó. Đó. Khi nào các bạn chưa số 4? Khi nào các bạn chưa số 2? Và khi nào các bạn chưa âm tăng? Chơi âm giảm và phần ha, chỉ là tôi sử dụng sút giảm tăng cho các bạn đó. Tiếp tục là tôi hướng dẫn cho các bạn chơi tiết tấu bossa nova. Đó, các bạn nhìn thấy tôi đã đi những cái quy trình từ dễ nhất cho tới clip khó hơn, level cao hơn, tiết tấu nhanh hơn. Và bài số 14 là tôi hướng dẫn cho xây dựng hòa thanh, tiết tấu, cách đệm solo, intro, outro vào một bài cụ thể. Đó, các bạn thấy không? Càng về cuối tôi sẽ làm hoàn thiện cho các bạn một tác phẩm cụ thể ha, để các bạn biết cách làm mẫu một tác phẩm. Và bài số 15 cuối cùng tôi sẽ tổng kết. Đó, và tôi sẽ chia sẻ những kinh nghiệm cá nhân, đặc biệt là tôi chia sẻ cho các bạn một số cái mẹo để làm sao các bạn đệm đàn hay nhất, chơi solo hay nhất, hoặc là có thể các bạn chơi luyện ngón làm sao cho ngón quạt tốt nhất. Đó, các bạn thấy chưa? Là đó. Và cuối cùng nhất, và tôi bonus cho tất cả các bạn sau khi học hết 15 clip, tôi sẽ tặng riêng cho các bạn học hết 15 clip đó một clip số 16 là bonus thêm. Đó là tôi hướng dẫn cho các bạn cách xếp tất cả các thế của các hạ âm, hòa âm ở trên đàn. Đó. Từ những hợp âm cơ bản nâng cao, tôi hướng dẫn cách xếp ở trên đàn theo các thế khác nhau để cho các bạn có thể thấy cụ thể hơn và học thực hành trên đàn. Vì quan trọng nhất là các bạn phải tối ưu hóa được từ trên lý thuyết vào đàn. Vì âm nhạc là sản phẩm cuối cùng mình đưa tới người nghe là âm thanh. Cho nên là cái âm thanh mình đưa tới người nghe là tất cả những sản phẩm mình học, mình thực hành để mình đưa ra âm thanh đó ha. Nên người ta chỉ cần nghe âm thanh thôi, người ta hiểu về cái sự hiểu biết của mình về âm nhạc như thế nào. Đó. Đó là cái đầu tiên, là những cái lợi ích mà các bạn được nhận trong cái giáo trình 15 clip đó, cộng với lại cả tài liệu về bộ sách inbox. Tôi sẽ gửi bằng inbox ha các bạn ha, bằng inbox hoặc là bài bằng PDF vân vân. Tôi sẽ gửi cho các bạn, cứ mỗi một tuần tôi sẽ gửi cho bạn từ 1 đến 2 clip tùy theo cái sự học nhanh hay chậm các bạn. Tôi không muốn gửi nhiều bởi vì các bạn sẽ bị ngộp về kiến thức ha. Các bạn sẽ được học từng clip mà tôi hướng dẫn, mỗi clip khoảng 20-30 phút thôi. Các bạn hãy trải nghiệm đi, rất là tuyệt vời, các bạn sẽ được trải nghiệm từ nấc thang
dễ cho tới khó ha. Các bạn sẽ cảm thấy rất là hấp dẫn. Và một điều số 2 mà khi các bạn học khóa 15 clip này thì các bạn sẽ được tương tác trực tiếp với tôi ha. Khi các bạn có câu hỏi gì, cứ từng clip các bạn học mà thấy có câu hỏi gì, hãy cứ SMS gửi cho tôi sẽ trả lời. Đặc biệt là tôi sẽ đồng hành cùng với các bạn trong 15 clip này. Thậm chí tôi còn đồng hành cho các bạn sau nữa nếu các bạn thực sự muốn học level cao hơn. Ví dụ như là học âm 7, học âm 9, học âm 11, học âm 13, vân vân, học âm 6. Đó là những cái thứ rất là tuyệt vời, thậm chí sâu hơn nhiều bạn học về hòa âm phối khí nữa cơ. Đó, thì tiếp tục tôi có thể là các bạn, nếu các bạn muốn thì tôi hoàn toàn có thể hướng dẫn cho các bạn sâu hơn từ những cái khóa học đằng sau đó nữa ha. Còn các bạn nào mà học 15 này, 15 clip này cũng có thể đệm đàn cơ bản tốt rồi đó ha. Các bạn có thể chơi rất là tự tin bằng các cái âm hình tiết tấu cơ bản và hiệu quả cách chơi như này rồi ha. Đó chính là những cái lợi ích mà các bạn tham gia cái khóa học này đó. Và có bất cứ câu hỏi gì các bạn hãy cứ nhắn cho tôi ha. Còn tất cả những cái nội dung thì tôi đều ở để trong 15 clip và trong giáo trình. Tôi hy vọng rằng là clip này sẽ giúp cho các bạn nắm hơn được về 15 clip, bởi vì tôi thấy có rất nhiều anh chị đã hỏi cho tôi ha. Và tôi sẽ làm cái clip này để giới thiệu cho các bạn, để cũng là trả lời cho rất nhiều các bạn quan tâm. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại.